nếu như bạn đang có em bé trong nhà thì chắc là ít nhất một lần bạn cũng nghĩ tới chuyện làm sao mình có thể quản lý được việc sử dụng internet của trẻ đúng không bản thân mình cũng vậy thôi mình sắp có em bé cho nên đó là một trong những cái thứ mà mình quan tâm Tại vì bản thân mình dùng Internet rất nhiều và mình biết được cái lợi cái hại của nó ra làm sao Thì cái việc quản lý và hướng dẫn cho trẻ nó sẽ giúp rất nhiều cho cái việc phát triển của trẻ khi mà sử dụng Internet Chứ đâu thế nào cấm được hoàn toàn đúng không? Thì ở đây mình sẽ test cho các bạn một cái giải pháp mà bản thân mình thấy rất hay Bữa giờ mình cũng đã thử áp dụng trong nhà mình luôn thì đây là cái bộ giải pháp của SafeGate bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm ha. Và cái hay của SafeGate đó, đó là bất kể trẻ dùng thiết bị nào dù là máy tính hay là tivi hay là tablet hay là điện thoại thì các bạn đều có thể giám sát, các bạn đều có thể quản lý được cái việc sử dụng internet của trẻ hết. Bây giờ mời các bạn coi video ha. Trước tiên á mình giải thích về cách hoạt động của SafeGate một chút ha. Thì cái mà mình đang cầm trên tay đây á là cái phần phần cứng ở trong cái bộ giải pháp của SafeGate. Đây là một cái router của TotoLink nhưng mà TotoLink chỉ cung cấp phần cứng thôi, còn lại toàn bộ về phần mềm và giải pháp là SafeGate họ làm hết thì khi mà các bạn lắp nó vào trong nhà của các bạn á, nó một là có thể thay cho router wifi mà nhà bạn đang xài, còn không á các bạn có thể dùng nó như là một cái mạng song song với cái mạng wifi hiện tại mà các bạn đang có cũng được. Khi mà các bạn mua nó về á thì các bạn nối một cái dây mạng internet vào trong cái modem của nhà mạng. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái app để các bạn cấu hình nó như là cấu hình những cái router wifi thông thường cực kỳ dễ ha và đương nhiên bởi vì đây là một cái router wifi thông thường mà cho nên các bạn có thể kết nối thêm những cái thiết bị khác vào các bạn có thể gắn những cái ổ cứng NAS này nọ vào y như mọi cái router khác thôi có một cái điểm khác biệt của cái router này á đó là cái phần firmware bên trong á nó đã được safe làm lại thì bên trong đó họ tích hợp thêm những cái tính năng dùng để giới hạn nè chặn nè, cũng như là quản lý cái việc sử dụng internet trong gia đình. Và khi mà cái thiết bị này bạn đã setup xong á thì mọi cái traffic internet của các bạn trước khi đi ra ngoài internet thì nó đều phải đi qua cái cục này đúng không? Thì lúc đó nó mới có thể chặn, nó mới có thể giám sát này nọ được và không chỉ có cái cục router này ha, cái bộ giải pháp của SafeGate đó, còn có một cái phần mềm nữa thì thực chất nó là một cái app các bạn có thể cài lên trên cái điện thoại của các bạn được. cái app của SafeGate đó thì hiện tại đều đã hỗ trợ cả Android lẫn iOS rồi nha các bạn. thì khi mà các bạn dùng cái app này, các bạn có thể biết chính xác là những cái thiết bị nào đang truy cập vào cái mạng wifi được phát ra từ cái router của SafeGate và bởi vì từng thiết bị thì sẽ có một chủ sở hữu mà Cho nên các bạn có thể dễ dàng đổi tên Hoặc là thậm chí đổi luôn cả avatar để các bạn biết được là à, thiết bị này của ai Ngoài cái chuyện mà các bạn quản lý thiết bị ra Thì khi mà các bạn vào phần thống kê Các bạn có thể dễ dàng nắm được thông tin là Ai xài những dịch vụ nào trong bao lâu Và dung lượng mà họ đã sử dụng là bao nhiêu ở Đây cũng là một cái tính năng dùng để giám sát rất là hay ha Mình ví dụ như ở trong nhà mình Đây, đây là cái luân iPhone thì các bạn có thể nhìn thấy đây tất cả những cái traffic của mình Và nhờ cái tính năng thống kê này khi mà các bạn thấy có những cái điều bất thường Ví dụ cái iPad của con mà nó chạy YouTube trong vòng 10 tiếng À thì các bạn có thể biết để mà nói chuyện lại với con là À con không được xài YouTube nhiều như thế Tại vì con như vậy thì nó sẽ hại mắt, nó sẽ nhức đầu kiểu kiểu như vậy Còn về những cái tính năng giới hạn nè Thì SafeGet hỗ trợ những thứ gì? Thứ nhất là các bạn có thể giới hạn cho từng thiết bị được phép vào Internet nói chung theo từng khung giờ khác nhau, theo từng ngày khác nhau Mình ví dụ ha, trong tuần á thì chỉ cho trẻ xài internet vào buổi tối từ 7 giờ cho tới 9 giờ thôi, sau đó thì không cho phép thiết bị vào internet nữa. Nhưng mà cuối tuần thì thoải mái hơn, cho xài internet được từ trưa cho tới 9 giờ tối. Thì các bạn hoàn toàn có thể tự customize được một cái lịch như thế này và các bạn có thể áp dụng nó cho từng thiết bị khác nhau. Ví dụ thiết bị của trẻ thì mới bị giới hạn thôi, còn thiết bị của ba mẹ thì không bị giới hạn gì cả. Hoặc là cái tivi ngoài phòng khách các bạn muốn là nó chỉ có thể truy cập được vào internet vào khoảng thời gian từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối thôi sau đó thì không được các bạn cũng có thể làm luôn với những cái giải pháp trước đây mà các bạn chỉ sử dụng app ở trên điện thoại để chặn thì nó phụ thuộc vào cái thiết bị các bạn xài rất nhiều giả dụ như các bạn đang không cho trẻ xài điện thoại mà đang xài một cái tablet nào đó khác hệ điều hành hay là một cái tivi thì sao nó đâu có cái app để nó chặn đâu đó là lý do mà tại sao SafeGate họ chặn ngay từ cái cửa ra vào rồi đi ra internet là đều phải đi qua cái cục này cho nên là họ chặn ngay từ đây luôn là cái cách có thể xem là tổng quát nhất. Ngoài cái chuyện giới hạn về sử dụng internet nói chung thì SafeGate nó họ còn hỗ trợ thêm việc giới hạn theo từng ứng dụng nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi trực tiếp luôn ha. Thì giả sử đây là cái iPad của trẻ nè. Và bây giờ mình muốn chặn không cho cái iPad này vào TikTok theo một số khung giờ nhất định thì mình sẽ vào cái phần app ở trên SafeGate rồi sau đó mình sẽ vào ứng dụng mạng xã hội nè. Và mình chọn cái thiết bị này, đây là cái táo iPad, mình sẽ bật lên và mình chọn vào ha thì ở trong này á các bạn thấy là mình có thể setup được về khung giờ mà mình muốn chặn nè thứ ngày tháng năm các thứ ở đây tạm thời mình để mặc định cho các bạn hiểu và đơn giản để mình đều mua được còn các bạn có thể xếp từng khung giờ khác nhau tùy ý ha rồi các bạn có thể chọn những cái app nào mà các bạn muốn chặn ở đây mặc định mình đang chặn hết nhưng mà ví dụ mình không có cho xài Facebook và tiktok thôi nhưng mà những app khác thì mình vẫn cho đó thì bây giờ mình đang setup như thế này rồi bây giờ mình sẽ thử mở trước về tiktok coi trên cái app này có chạy lên được không đó các bạn thấy không tiktok thậm chí nó còn không đi vào trong được nữa nó bị chặn ngay ngoài này luôn chưa kể tới cái việc mà browse nội dung này nọ tại vì tất cả traffic đi tới server của tiktok là bị chặn hết ngay trên con safe gate rồi ok thử tiếp bây giờ facebook thì sao facebook nó cũng bị chặn luôn các bạn không làm gì được thêm hết nhưng mà giả dụ như bây giờ mình vào một cái trang web khác đi thì mình vẫn có thể truy cập bình thường vẫn có thể browse internet bình thường, nó chỉ chặn đúng cái mà mình yêu cầu thôi. Mà đây chỉ là một số cái app phổ biến được list ra sẵn thôi ha. Nếu mà các bạn nhấn vào cái dấu cộng đó, thì các bạn sẽ thấy là còn nhiều app khác nữa được Safeguard hỗ trợ. Rất 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 nhiều luôn nha. Và đây cũng là một cái điểm khác biệt so với lại những cái tính năng parenting mà các bạn thường thấy tích hợp ở trên những cái router hiện nay tất cả mọi hãng làm router đều có cái tính năng parenting tức là các bạn cũng có thể giới hạn kiểu kiểu như thế này tuy nhiên cái số lượng ứng dụng nó sẽ không được nhiều như vậy và đặc biệt những cái ứng dụng nội địa những cái ứng dụng trong việt nam mình xài thôi thì nó sẽ không xuất hiện bởi vì các nhà sản xuất đó người ta làm cho global mà người ta chỉ làm cho những cái dịch vụ lớn thôi thì đó cũng là cái sự khác biệt của SafeGate tại vì họ làm cho thị trường Việt Nam cho nên họ biết được là à, trẻ em ở Việt Nam thường sử dụng những cái nào và nó không chỉ áp dụng đối với video mà nó còn là game nó còn là mạng xã hội nữa thì SafeGate mới xây dựng được một cái bộ ứng dụng lớn như vậy và hỗ trợ luôn cả những cái app có khi là chỉ Việt Nam mới có ngoài cái chuyện mà chúng ta chặn cứng á, bằng cái giải pháp của SafeGate thì ok hiệu quả đó nhưng mà theo mình á, còn một cái nữa cũng rất là quan trọng đó là mình phải ngồi nói với trẻ là à con nên sử dụng cái này như thế nào thì nó mới gọi là có ích nó mới gọi là không có tiêm nhiễm nó mới gọi là không có bị nghiện thì mình nghĩ là cái này cũng là một cái phần rất là quan trọng không kém gì ha tại vì mình đâu có đi theo trẻ cả đời đâu mình đâu thế nào chẳng nó cả đời được mình nói với nó là à nên như thế nào để mà sau này nó còn tự quyết được ngoài những cái tính năng giới hạn internet nói chung hoặc là giới hạn theo từng app thì SafeGate còn có một cái tính năng giới hạn nữa đó là tính năng tìm kiếm an toàn Khi mà các bạn tìm kiếm trong dùng một số cái app phổ biến thì SafeGate sẽ tự động nhận biết và chuyển hướng sang cái tính năng tìm kiếm an toàn Tức là những cái nội dung 18+, cộng những cái nội dung xấu thì khi trẻ tìm nó sẽ không có hiện gì ra hết Cũng là một cái cách rất hay để mà các bạn có thể bảo vệ trẻ khỏi những cái nội dung xấu trên Internet Rồi vậy thì cái giải pháp của SafeGate nó có hạn chế hay không? Có nha các bạn theo những cái mà mình đã test đó, thì có rất nhiều dịch vụ mà Safeguess chặn được cũng như là giới hạn được theo cái rule mà các bạn đã đề ra Tuy nhiên có một cái mà mình thấy chưa chặn được đó là YouTube Premium YouTube thường thì chặn được Nhưng mà cái tài khoản có YouTube Premium đó, thì chắc là nó xài một bộ API khác những cái Tính năng nó hơi khác một chút cho nên là Safeguess chưa chặn được thì mình có báo với lại bên Safeguess rồi Họ cũng đang nghiên cứu thì có thể bổ sung cái này trong tương lai thôi rất là nhanh Tại vì tất cả mấy thứ này là họ quản lý trên Cloud hết và họ có thể bổ sung nó cho cái phần tính năng của họ không cần phải đổi gì về phần cứng cả ngoài ra còn một cái hạn chế nữa đó là nếu thiết bị mà có bật VPN á thì tại vì bản chất của VPN nó là một cái ống nó là một cái tunnel thì không thể access được data bên trong cái tunnel đó cho nên là không chặn được thì lúc đó thì chịu thôi nhưng mà máy của trẻ mà có VPN thì chắc là các bạn cũng phải nói chuyện với trẻ là vì sao lại có cái VPN trên máy đó ha cuối cùng là về mức giá giải pháp SafeGate Family á, sẽ có hai phiên bản nha các bạn là phiên bản Standard và phiên bản Pro đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các gia đình hiện nay, mức giá chỉ từ 45.000 đồng một tháng. Các bạn có thể vào cái website là safegate.vn để các bạn xem thêm thông tin về phần giá cả ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn Safegate đã cho mình một cái bộ như thế này để mình sẽ ở trong nhà mình. Sắp tới có em bé thì quá là hiệu quả luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video sau. Bye bye.